Hy vọng đỉnh cay quá. Chuẩn bị ly nước đá. Cái sauce ngon lắm. Oh man. Giòn quá đừng ngu quá các bạn ơi. Mình chào các bạn cùng cô chú anh chị trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Mình là My. Hôm nay vợ chồng My review những cái đồ ăn lạ mới. Mình mời các bạn cùng cô chú xem cho vui nha. Hello, kính chào các bạn cô chú. Mình là Tâm. Mình chuẩn bị review đồ ăn. Nhưng mà sẵn đây mình đang bận cái áo mới mua của Costco phải không anh? Dạ. Hai cái áo này mình thấy mới có nè các bạn. Hai áo tay dài cho các anh. Cái vải rất là mềm mại, đủ thứ cỡ luôn, nhỏ, vừa, lớn gì cũng có hết trơn á. Đủ thứ màu luôn nữa. 14.99. Áo này của hiệu Reef Life. Cái này rất là interesting, làm ở Việt Nam á các bạn, mà rất là tốt. Cái mình rất là thích, nó nhẹ mà nó hơi giãn giãn vậy nè. Tại vì mùa này mình thích bận cái dài tay để ngủ á. Cái áo này bận rất là nhẹ mà nó là 90% là polyester, 10% là spandex. Spandex là cái loại mà phụ nữ rất là thích đó các bạn. Khi mà bận vô là nó bó, nó ôm. Thì cái này mình không phải như vậy, nhưng mà nó cho có cái sự đàn hồi vậy nè. Thì nếu ai mà hơi có nặng cân tí xíu thì cũng không sao. Mình rất là thích, nó rất là nhẹ mà nó rất là hay. Nó có nhiều cái, thí dụ như mình bận đi ra nắng đó, thì nó chống nắng. SPF là 50 lần đó. Cái UV protection đó. Tất nhiên là cái ánh sáng mà không có tốt cho mặt trời nó chiếu vô thì cái này nó dội ra. Vậy nói vậy là phụ nữ mặc được luôn. Rồi nó thở được nữa. Có nghĩa là mình đổ mồ hôi này nọ là nó bốc rất là nhanh. Một bộ được hai cái. Một lần là hai cái này nè. Bữa My lấy màu xanh này nè, nhìn mặt cũng đẹp lắm, màu xanh cũng đẹp lắm. Anh thích lắm. Tại vì anh rất thích mấy cái loại này, anh kiếm không có ra. Mềm mại ha. Có một cái loại khác á, thì nó hơi mỏng quá. Bận đi ra đường không có được, cái này bận đi ra đường là được. Rất là good. Em nghĩ chắc em cũng mua bộ mặc nhà luôn. Nhẹ hơn cho anh cho mượn. 17.99. Cá mahi mahi nè. Các bạn cô chú ơi, hôm nay cho ông xã ăn cá Oren Ponzu, cá mahi mahi với gừng, tỏi. Nhìn hấp dẫn quá, để em cho ông xã ăn thử coi. 6 cái nhỏ nhỏ ở trong đây nè, mà cá này là tự nhiên luôn á, không phải là cá nuôi. Ở trong đây là thành phần dinh dưỡng nè các bạn, được 200 calorie khi mình ăn cái này. Lượng muối là 550 mg, đạm là 25 g, đường là 11 g. Được phân phối là ở địa chỉ của nước Mỹ. Được 6 miếng như vậy nè các bạn cô chú. Giờ mình lấy ra 1 miếng. Mình để cái chảo hơi nóng nóng, xong rồi mình bỏ miếng cá vô, rồi đậy nắp lại các bạn. Rồi xong rồi cho ông xã đó, đẹp chưa? Cái này mình bỏ cá vô, mình đậy nắp á các bạn, là khoảng 10 phút để lửa trung bình. Dưới trung bình chút xíu. Dưới trung bình là được rồi đó. Rồi anh ăn đi. Wow, nhìn thấy ngon quá. Dạ, có rong biển của Costco nữa nè. Để ăn Costco nha. Quảng cáo cho Costco quá chừng, chắc stock tăng lên nữa. Dai như steak á anh. Nó flaky. Dạ. Không? Như là lớp lớp, như cứng cứng á. Nó ra từng sớ, nó đã lắm. Dai. Như cái này anh có ăn cái kiểu hồi xưa anh có ăn giống như trong sandwich vậy đó. Dạ, anh thử cái vị này coi người ta ướp có ngon không. Nếu mà cái này á so với cá hồ là cá salmon phải không? Dạ. Chỉ thích này hơn. Salmon thì anh chỉ thích ăn kiểu sushi thôi. Như kia anh ăn cho anh thấy nó hơi khô. Người ta ghi làm 16 phút mà em làm có 10 phút thôi mà em thấy nó cũng mềm mại. Ok. Không, mà người ta làm bằng cái oven. Dạ, là nướng. Cái này là mình, em phải nói cho kỹ. Dạ. Cái này là mình làm trên chảo. Đúng rồi. Chảo không có bỏ gì hết trơn á. Dạ. Chỉ có cắt cái này ra để lửa trung bình, dưới trung bình tí xíu. Dạ, thấp hơn lửa trung bình chứ. Rồi đậy nắp lại để cho nó bốc hơi lên. Dạ. Tại cái này trong tường đá mà phải không? Dạ, trong tường đá. Mà hồi nãy cái vòng vòng nó hơi có nước sốt, nó hơi khét khét, nhưng mà em không có lấy nước sốt, mình lấy cái cá không thôi. Còn cái này nhìn thấy đã không?
cái nó làm giống như là sớ 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 ăn như như vui, ăn như xé xé đó. Dạ. Cái này ăn tùy người ăn, như các bạn mình á thì mình rất đồ ăn thích được ăn nước ngoài nhiều hơn, cho nên mình ăn cái khẩu vị mình thấy nó ok. Còn nếu ai mà ăn muốn kiểu Việt Nam á, có thể làm thêm một chén nước mắm riêng á. Dạ. Rồi chấm đó, tại vì cái này nó tính ra nó cũng lạc lắm, cái mùi cam nó cũng rất là nhẹ nữa. Dạ. Có mùi cá hòa với mùi cam. Dạ, em thấy cái mùi nó hợp như là mấy 6 miếng. 6 miếng. 3 đồng miếng. Dạ. Như rẻ đó, tại vì cá này mắc lắm. Đúng rồi, mahi mahi. Hồi đó anh nhớ anh mua. Hồi đó anh nhớ anh ăn cái sandwich mà mình cũng 10 đồng một cái sandwich. Đúng rồi. Cái nhiều cái burger vậy đó. Dạ. Mà nó cái này đó là nó grill. Dạ. Yeah. Đúng rồi, cái này dồn vô burger là y hệt như cái miếng. Dạ, nó cắt làm như cái burger vậy đó. Dạ, tại cái thịt này nó rất là dẻ các bạn ơi. Uh-huh. Nó dẻ giống cá tuna anh hả? Ừ. Cái này là như, nếu mà anh nhớ, là như nổi tiếng ở Hawaii gì đó. Ồ vậy hả? Ừ. Nếu mà nói về mùi vị á, thì mình ăn thấy ok, hơi lạc. Cho khoảng chừng 6 điểm rưỡi thôi các bạn. Tại vì nó cũng đối với mình thì ngon, nhưng mà chắc nhiều người khác mà ăn theo kiểu Á Đông á, chắc có thể không thích á. Tại vì cái thịt nó rất là lạ, nó rất là dai. Giống như ăn bít tết vậy đó. Ăn thịt bò. Lạc. Ăn với cơm thì hơi lạc. Dạ. Nhưng mà nó tốt là tại vì cá tự nhiên. Cá này không phải cá nuôi. Cá này á là cái bắp thịt nó rất là chắc. Dạ. Nó bơi rất là nhanh dưới nước á, dưới biển á. À. Giống như cá thu vậy đó, giống như tuna vậy đó. Dạ. Nhưng cái thịt rất là chắc. Chứ không phải cái loại nhỏ nhỏ mà mềm mềm. Là cái này nguyên cái miếng phi lê mà bự. Thịt rất là chắc. Hèn gì nó hoạt động quá cho nên thịt nó cứng hơn. Thành nó rất là flaky. Dạ. Đó, mà nó trắng. Còn nếu mà tuna thì nó cũng miếng miếng vậy nè, nhưng mà nó cái màu nó đậm. Nó khác một chút. Ồ, bạn có biết là ví dụ như thị trường hiện tại á, là bị tiền mất giá, rồi vật chất lên á. Nhưng mà Costco á, là nó có cái luật riêng của nó. Đồ mà nó mua không phải của hãng Kipling á, thì là nó chỉ có tăng giá, ví dụ như nó mua 10 đồng là nó bán maximum là 14%. 14% nữa thôi. Vậy như là 11 đồng 40 sen hả? Ừ. Gì ít dữ vậy? Còn đồ mà kết lên thì là 15%. Thành ra nếu mà thị trường lên mà cái hãng bán cái đó lên thì Costco tăng làm sao, miễn sao mà 14% thôi. Không được tăng more. Như cái luật riêng của nó vậy đấy. Còn nếu mà cái thị trường mà cái đó đi xuống thì là sometimes mình thấy giá Costco nó tụt á. Là lý do cái hãng nó xuống thì Costco phải xuống. Tại vì nếu mà người ta nó lấy vô mà rẻ mà Costco giữ giá cao thì nó tăng quá cái 14% đó thì nó không chịu. Như cái người mà làm việc trong Costco, người ta không, như là mấy cái người mà hãng control Costco á, người ta giữ là 14%. Vậy là lời được 14% là giống như 100 đồng chỉ lời được 14 đồng thôi. Ừ. Vậy nếu mà 10 đồng thì tăng lên là 10 đồng 40 cent. Ừ. Vậy lời thấp vậy lâu lâu người ta thấy còn giảm giá nữa anh, người sao không có lời. Thì nó mua làm sao đó thì không có rõ. Nhưng mà cái nó viết trong cái bylaw của nó, Mỹ mấy cái hãng xưởng nó có luật lệ hết trơn á. Cái gì cũng có luật lệ hết. Thì đồ hiệu khất lên thì nó maximum 15%. Dạ. Còn không là cái loại khác thì 14%. Rồi, vậy là nếu mà 14% mà vậy là sao mà rẻ ít dữ vậy là thì người ta mới hỏi là nếu vậy Costco lời ở đâu, thì người ta nói nó lời phần đông là membership. Ừ. Mình ghi danh, mình bỏ tiền nên mình mua. Thí dụ như executive là 120 đồng. Đúng rồi. Còn cái loại kia là chỉ có 60 đồng thôi, thí dụ như. Như làm mà thêm giống như credit card đồ đủ thứ. Costco là mình chỉ biết mình thường thì mình thấy warehouse. Dạ. Chứ sự thật Costco làm nhiều chuyện khác nhau lắm. Thí dụ như mấy người mà thích đi xa, đi travel, đi cruise á. Dạ. Nó có mấy cái chương trình đó. Dạ. Thì nó bán xe. Đúng rồi. Thì nó bán insurance. À. Em có biết là bây giờ Costco bắt đầu đi vô bảo hiểm sức khỏe không? Ồ vậy hả? Nhưng mà nói bảo hiểm sức khỏe thì hơi hiểu lầm, tại vì anh cũng có coi cái bài đó. Dạ. Nhưng mà hơi hiểu lầm. Là Costco không có bán bảo hiểm
nó là Costco bán cái service. Okay. Có nghĩa là em muốn cái service đó nó rẻ. Ví dụ như chiropractor hay là physical hay là như là mấy người mà gì therapy rồi vậy đó phải không? Yeah. Thì nó offer cái service về tâm chứ, không phải là cái insurance để làm cái service đó. Yeah. Yeah. Thì bắt đầu đi vô mấy cái hướng đó. Lại Costco business nó có bán mấy cái chương trình mà em sạc thẻ nữa. Dạ. Yeah. Yeah. Mấy ông dụ như em sạc cái thẻ mà credit card đó, Costco có bán cái chương trình đó nữa. Là sao không hiểu? Ví dụ như em là người thường, em có lấy thẻ credit card được không? Không có được. Dạ. Yeah. Em phải là cái tiệm. Dạ. Yeah. Thì Costco bán cho em cái system, cái máy đó để cho em sạc em lấy tiền. Giống như là nếu mình làm business thì mình lại Costco mình mua cái loại máy đó thì Costco có bán. Thì cái loại máy nhỏ như thế này, như thì tao loại đủ thứ hết, thì Costco có offer cái đó nữa. Dạ. Người ăn kiểu Mỹ mà. Dạ. Kiểu Mỹ mà có rong biển ha, và có yacht vô. Này kiểu của Nhật. Cái này đồ biển, gì cũng biển, những đứa tới biển. Rong biển là nhà My lúc nào cũng có hết á các bạn cô chú ơi. Tại vì ăn cho có yacht mà loại tốt á. Yacht tốt nhất ha. Rong biển này á các bạn cô chú biết không? Mình đi vô mấy cái tiệm sushi á. Dạ. Mình order cái seaweed salad á. Dạ. Là nó đem 8 đồng dĩa, 8-9 đồng dĩa, trong cái đó mua Costco nguyên cái box. Dạ, như 10 đồng, 11 đồng vậy. Nghĩa mà sao ăn không biết mấy tuần mới hết. Không ăn được, ngon chứ, rong biển ăn ít thì ngon, đừng ăn nhiều quá ngán. Ăn trong rong biển nhiều thì nó có nhiều MSG trong đó đó, nhưng mà thiên nhiên. Bột ngọt tự nhiên. Cá này anh nghĩ là em sẽ làm sốt cà giống như chua chua rồi để lên anh ăn, anh nghĩ ngon hơn không? Anh nghĩ chắc được lắm á. Dạ, cà chua làm xong cái tráng nguyên một cái sốt cà lên trên, ví dụ vậy. Dạ, cho nó không có bị khô á. Cho nó đừng có khô. Cứng, có cá giống như steak đó. Dạ. Yeah. Đỡ hơn ha. Nghĩ lần sau làm vậy thử. Dạ, dạ. Mì khô Buddha. Loại này là cay lắm mà các bạn. Cái vị là gà, cay nóng lửa ra luôn. 6.99. Các bạn cô chú ơi, mì review. Cái mì gói này mua ở Costco Business Center nè. Được 6 gói. Giờ mình lấy một gói mình review. Artificial spicy chicken flavor. Tất nhiên là đồ giả, không phải thiệt. Mùi gà thôi chứ không phải là thịt gà. Làm ở Nam Triều Tiên. Dạ. Ở trong đây có hai cái bịch sốt nè các bạn cô chú, mình lấy ra rồi bây giờ mình đổ nước sôi vô. Tới cái lần này nè. Đậy nắp lại 4 phút. 4 phút. Sau 4 phút rồi đổ nước ra. Bây giờ mình bỏ hai cái bịch. Này là 4 phút đổ nước ra rồi đó các bạn. Không lại nè. Các bạn cô chú ăn cái mì rồi này mà ăn rồi thì cho biết cái có thích không nha, với có cay nhiều không? Ồ, nước sốt người ta để chung cái đó ra ớt với là cay chung luôn ha. Nghe mùi thơm không? Cái này đúng ra là mình phải để rau đồ vô cho nó ngon, mà giờ hồi khỏi đi mình để không vậy ăn thử coi nó làm sao. Này làm kiểu học sinh đại học. Không có tiền trả student loan. Thời học sinh ai cũng bị ăn mì gói nhiều quá chừng phải không? Anh mà được cái này cũng đỡ, mì ly nữa có 25 cent ly. Thời đó hả? Cho nên nó đều ghê nha. Nó dính đầy hết cái mì. Cay. Hy vọng đừng cay quá. Chuẩn bị ly nước đá. Cay quá phải đi uống chín giờ bia đó. Chà, cay là phải uống sữa mới hết chứ đâu. Chà bia có gừng vô cay nữa là sao? Này ăn này vô thành thoa son luôn. Cay. Oh man. Oh yeah hả? Yeah. Súp bởi cay luôn hả? Con nít là no way. Con nít là no nha, không có con nít trong đây nha. Vậy đó hả? Con nít vô là sặc cái là chết. Vậy đó. Là cỡ ớt ma không? Cái này là giống như là bún bò Huế mà cay thì là cay vậy đó. Vậy đó. Ồ, vậy là cái này ai mà fan ăn cay mới đụng vô. Hình như là có các màu khác mà không thấy Costco có bán. Em nhớ các chợ Á Đông có
có màu khác, hình như màu hồng hay là gì khác, ngon. Đỡ cay vậy hả? Cái sauce nó ngon mà cay. Tại sao người ta không để cái cay riêng để cho có gì mình muốn bao nhiêu cái mình để vô ha, mình ta để chung một cái bịch sauce làm chi. Wow, nóng người lên luôn á. Cái này ai thích cay rồi mới ăn được đó nha. Nó gì rất là ngon. Không cay nhưng mà không có cay lâu. Thoáng cái thôi hả? No, cay lâu. Nghĩa là không hết. Cay lâu. Chắc phải đi cứu quả. Cay á. Cay xé con tim luôn à. Này không cứu quả có thể sạch á. Nghe hả? Wow, ghê vậy đó. Ok, chạy. Chứ các bạn cô chú là cái ginger beer này không có giống cái ginger beer mà My đã review nha. Mặc dù là cái hiệu là Fever Tree, cái chai cũng giống, nhưng mà cái chị mà cho My cái chai này nè, nói á, uống nó khác, không có ngon bằng loại của My. Xong rồi My chỉ mua đúng loại của My mới ngon, cho nên giờ mình thử cái loại này ngon dở. Trong đây cái vị là chanh, lemonade, khác nhiều mùi lắm á, khác nhau lắm. Này Fever Tree luôn. À, cho ông xã chữa cháy. Mời các bạn cô chú uống bia. Bia giả nha, không phải bia thiệt. Cái này không có phải là ginger beer. Cái này người ta cũng hiểu là Fever Tree nhưng mà không có ghi chữ ginger beer ở đây. Không có gừng hả? Không có gừng. Cái này là lemonade thôi. Dạ, cái này là nước chanh, mà uống nước chanh có ga thôi, mà hiệu Fever Tree, giống như cái hãng của ginger beer mà My mua, chứ không phải là ginger beer. Để cho nên cô chú cho coi để đừng có mua lộn á. Cái này là uống giải khát thôi chứ không có gừng. Ngon không? Cũng được. Được. Thấy uống vô nó cay thêm không? Đang cay cái gì uống vô cũng đã hết trơn. Uống thử coi. Cái vị nước chanh nó chua, nó ngọt thì ít mà nó hơi chua chua. Mà cái mùi nước chanh, có mùi chanh, không ngon các bạn ơi. Cái này đúng là mình mua mình đừng có nhầm tưởng hiệu Fever Tree cái mình mua. Không phải, cái này uống không có ngon. Cái này là không có cái phải là ginger beer mà đó chỉ là nước có ga thôi. Mà cái mùi á, cái lemon nấy này uống không có ngon gì hết á. Nó chua mà nếu mà uống cái này mình uống nước chanh bình thường của mình nó ngon hơn nhiều. Cái này nó chua mà mình biết là làm như cái chua giả vậy các bạn. Mình thấy không thích. Nếu mà uống chanh, mình uống chanh muối của mình ngon hơn hả? Dạ. Nó chua quá à. Em thấy nó chua không? Ừ. Nó hơi chua. Cái này em cho 5 điểm nha, không có ngon. 5 điểm các bạn, cái gì mua đừng mua lộn nha, cái này hiệu Fever Tree coi chừng mua lộn á. Không ngon. Đúng là cái ginger beer ngon nhiều, cái này dở nhiều á các bạn ơi. Ồ, cay quá. Nghe hả? Cái này ngon mà cay uống quá. Nó cay quá đến độ mà hết ngon rồi mẹ nói. Dạ. Rất là ngon, rất là muốn ăn nhiều á. Mà cay quá. Thì thôi đừng ăn nữa nhé, ăn nhiều quá rồi cay. Ngon, mùi rất là ngon. Vậy là cái cay nó hơi cao hơn cái level, cái chịu đựng được của anh phải không? Nó cay mà nó cay lâu. Dạ. Mà nó cay bừng nguyên cái miệng, cái môi luôn. Ồ, thôi vậy thôi. Yeah. Đi đừng ăn nữa. Không có hôn ít gì tôi đây. Giống như muốn phỏng luôn không? Wow, cẩn thận nha các bạn ơi. Cay very deep, cay sâu.
cây nồng lắm. Thôi đừng ăn nữa, cay quá, ăn chi chịu nổi không? Nó có này vô đắng. Hả? Thôi ăn nhiều quá không biết có tốt không. Các bạn cô chú nếu mà mua về mà lỡ mua về ăn không nổi. Ừ, nhưng mà cái này nói trước nha, có nhiều người sẽ rất là thích hả, nếu mà ai thích cài này á. Không thôi để ớt từ từ thôi, đừng có để nhiều quá ăn lần một. Cái sauce nó rất là ngon. Qua quên chưa cho điểm nữa hả? Cái ngon. Dạ. Mình cho 8 điểm rưỡi. Dạ. Cái cay nó làm mình khó chịu cho 7 điểm. Ngon. Này mà. Này mà ngon, cay ít ít thôi là anh dứt hết liền phải không? Nó hết vậy. Thôi thôi đừng ăn nữa, cay quá. Cái sauce nó ngon lắm. Như nó nguội bớt nó đỡ cay thì sao? Cái này mà bỏ rau cải làng hay gì, thịt như là tôm hay gì mà xào lên bỏ vô chung chắc ngon lắm. Rồi để cái sốt ít thôi, rồi thêm nêm gia vị đều lại. Các bạn cô chú ơi, mi review cái loại này là Greek yogurt, là da ua mà có trái raspberry ở trong đây nè, giống như trái dâu vậy đó, mà mua ở Walmart. Cái này lúc mi mua là lại thấy có người mua bắt chước mua theo, thấy nó cũng tốt cho nên mình ăn, là tại vì da ua bọc ở ngoài, ở trong là trái cây. Ô, còn vậy đó hả? Này để trong ngăn đá nha các bạn cô chú. Là chua chua. Ban chua chua. Chua chua. Tại trái raspberry nè. Cái hình như cái trái là trái tươi á, cái fruit nó tươi á. Dạ. Cái này rất là tốt. Trái tươi tự nhiên luôn rồi bọc với da ua ở ngoài thôi. Mà Greek yogurt là loại yogurt tốt á. Dạ. Với loại cái này có granola nữa anh. Granola để mình ăn với sữa rồi đó. Giống như nè, cái hộp này nè. Dạ. Giòn quá trời luôn các bạn ơi. Dễ ăn mà nhẹ hả? Cái này tráng miệng được lắm các bạn. Rất là tốt nè. Trái cây này cũng ngon. Mình ăn á, thay vì mình ăn cái cục đậu kẹo hay gì ha, là mình ăn cái này thấy được hơn nè, nó ngọt mà nó chua chua. Ngon không anh? Nó có cái trái cây raspberry ở trong, nó chua chua ha. Dạ. Chua chua ngọt ngọt. Ở ngoài nó cũng ngọt nhẹ à, không có ngọt nhiều. Còn ở trong á thì nó chua mà còn trái cây nó để trong ngăn đá cái nó giòn giòn anh hả? Cái bọc da ua ở ngoài nó cũng giòn giòn nữa. Ngon. Ngon, dễ ăn lắm các bạn. Ai muốn ăn da ua mà không có ngán ăn kiểu này được. Có trái cây giòn giòn lạnh lạnh. Này mùa hè ăn được anh hả? Ngon. Mùa hè nghĩ chắc ăn cái hết liền á. Ăn cái hết bịch luôn. Có một bịch em mấy người ăn một lần, mình ăn được mấy cái cục vậy, mấy trái vậy, ba lần 6-7 miếng. Nãy giờ em dư rồi đó. Em mới 2 miếng à. Ngon các bạn. Mình cho mấy em nhỏ snack bằng cái này nè, mình thấy healthy. Ngọt rất là nhẹ, chua chua thoáng thoáng. Này em chấm khoảng 8 điểm á, anh cho cũng khoảng đó. Dạ ngon các bạn, được mà ăn ngộ con cái là ăn xong giống như không ăn vậy hả? Dạ, nó giòn giòn, giòn giòn. Ở trong Walmart người ta bán cái chỗ mà để đồ ngăn đá đó các bạn cô chú. Trái cây ngăn đá, giống như xoài để trong ngăn đá, rồi những cái trái cây đều để ngăn đá để mình làm sinh tố rồi đó. Là có bán cái bịch này luôn. Được, không có ngọt lắm. 8 gram đường tất cả, nhưng mà có 5 gram đường cộng vô, còn 3 gram đường kia là chắc của trái raspberry á. Với sữa, đồ da ua rồi đó. Không có, ăn không có cảm thấy ngọt. Dạ, cái thành phần cũng thấy rất là tốt. Mới đầu anh sợ là nó cái
cái trái cây nó cứng ngắc em biết không? Dạ. Nhưng mà không cứng. Nào nhìn nè. Thôi mình xin dừng ở đây nha. Cảm ơn các bạn cùng cô chú rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. Mình chúc cho các bạn luôn vui khỏe nha. Hẹn các bạn ở nhiều video khác của mình nữa ha. Mình chào tạm biệt. Bye bye.